Chúng con xin kính mời quý cha và cộng đoàn an tọa. Giờ đây, trong tâm tình của người con trở về với quê hương trong sứ vụ mới, Tân Linh Mục có lời tri ân tới quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cộng đoàn. Chúng con xin được trân trọng kính mời cha. Kính thưa cha cố Giuse, kính thưa cha xứ Phaolô, kính thưa quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý cố, quý ân nhân, thân nhân, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn. Hôm nay là một ngày hồng phúc và đáng nhớ trong cuộc đời của con. Ngày con được dâng thánh lễ đầu đời linh mục ngay tại quê hương cổ liêu thân yêu này. Trong giờ phút thiêng thánh này, từ nơi sâu thẳm của cõi lòng, con muốn nói lên hai tiếng tạ ơn. Trước hết, con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse quan thầy của con, vì biết bao ơn lành và tình thương của Chúa đã ban cho con. Con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý bề trên Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng giáo mục Giuse Vũ Văn Thiên, người đã tin tưởng đặt tay chuyển chức linh mục và cho con được chia sẻ sứ vụ mục tử với Ngài. Con xin tri ân Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, nguyên Tổng giáo mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, nguyên Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo, cũng như quý cha đang làm việc tại Tòa Tổng giáo mục Hà Nội. Các ngài đã nhận con vào chủng viện, nuôi dưỡng và truyền đạt cho con những kiến thức cần thiết để con có thể thi hành các vụ linh mục cho Chúa và giáo hội. Con cảm ơn Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng, là người con của quê hương cổ liêu. Vì công việc mục vụ nơi giáo phận, Ngài không thể về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn hôm nay, nhưng Ngài cũng gửi lời chúc mừng đến giáo xứ, đến gia đình và cá nhân con. Con xin cảm ơn quý cha đồng tế, dù bận rộn với công việc mục vụ, nhưng vì tình thương mến và mỗi giây liên đới, quý cha đã về hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho con. Con xin cảm ơn quý cha xứ cha phó, nơi con được sai đến để thực tập mục vụ. Cách riêng là cha Giuse Trần Văn Được, chính xứ Kim Bảng. Cha đã thương đón nhận, tạo mọi điều kiện, hướng dẫn và chia sẻ cho con những kinh nghiệm mục vụ quý báu. Con cảm ơn cha Phaolô Nguyễn Văn Kiều, chính xứ Đạo Truyền, người đã khơi lên ước muốn dâng hiến nơi con. Cách đặc biệt, hôm nay cha đã về hiệp dâng thánh lễ và chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn. Để con có được như ngày hôm nay, con đặc biệt ghi ơn cha nghĩa phụ Giuse Nguyễn Văn Tuyền. Cha đã hướng dẫn, nâng đỡ và đồng hành với con từ những ngày đầu đời ơn gọi tu trì. Đặc biệt, trong những ngày này, cha đã cùng với gia đình con lo lắng tổ chức mọi sự cho con. Cha là tấm gương sáng cho đời linh mục của con. Và ngày hôm nay, cha cùng với anh chị em linh tông của con đã về cùng hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho con. Con cũng tỏ lòng biết ơn sâu sắc và cảm ơn cha xứ Phaolô và Văn Mạnh. Trong suốt thời gian qua, cha đã vất vả sắp xếp tổ chức mọi công việc thật chu đáo để thánh lễ tạ ơn của con hôm nay diễn ra thật trang nghiêm và sốt sắng.
Con cũng xin hết lòng cảm ơn quý thầy, quý sư vì mối thân tình với con hôm nay đã về dâng thánh lễ cầu nguyện cho con, cũng như cộng tác để thánh lễ tạ ơn hôm nay được long trọng sốt sáng. Con xin cảm ơn mọi thành phần trong giáo xứ Cổ Liêu. Cách riêng, con xin hết lòng cảm ơn Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Cổ Liêu, Ban Phục vụ, Ban Ca đoàn, Ban Kèn, Ban Lễ Tân, Ẩm thực, Ban Truyền thông, Ban Văn nghệ, Âm thanh, Ánh sáng, Ban Bảo vệ, Trông xe, đã không quản ngại vất vả, mệt nhọc để cộng tác với cha xứ và san sẻ gánh nặng tổ chức với gia đình con để thánh lễ diễn ra mọi sự tốt đẹp. Con xin chân thành cảm ơn quý Ban Hội đồng Mục vụ các xứ, các họ trong tổng giáo phận, quý ân nhân, thân nhân, bạn học, quý khách xa gần vẫn luôn yêu thương, cầu nguyện và giúp đỡ con cả về vật chất lẫn tinh thần. Cách đặc biệt, quý vị đã hiện diện bên con trong ngày trọng đại này. Tôi xin cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong thời gian qua và nhất là trong dịp tạ ơn này. Cách riêng, quý vị chính quyền xã Quang Lãng và chính quyền thôn Sảo Hạ đã đến chúc mừng và chung vui với gia đình chúng tôi. Những tâm tình sau hết này, con xin được hướng về người thân yêu trong gia đình của con. Đặc biệt, con ghi ơn bố mẹ về công ơn sinh thành dưỡng dục. Dù bố đã qua đời, nhưng con luôn con luôn tin rằng bố vẫn ở ngay bên, đồng hành và bảo vệ cho gia đình. Con cảm ơn mẹ đã hy sinh thật nhiều. Mẹ đã tần tảo thức khuya dậy sớm, siêng năng việc đạo đức để nuôi dưỡng và dạy dỗ anh chị em chúng con nên người. Nhờ thế con mới có được những ngày hôm nay. Em cảm ơn các anh chị đã luôn yêu thương, quan tâm, lo cho em được ăn học và theo đuổi ước mơ hiến dâng của mình. Nhiều năm nay, em không có mặt bên gia đình thường xuyên, và hôm nay là linh mục của Chúa. Với sứ vụ được sai đi, em lại càng xa cách gia đình hơn nữa. Việc chăm sóc và phục dưỡng mẹ, em trông cậy vào các anh chị và các cháu. Em xin hiệp ý cầu nguyện cho mẹ và mọi người trong gia đình qua thánh lễ và những lời kinh. Con cũng xin cảm ơn các cô dì, chú bác, các anh chị, cùng các cháu nội tập, ngoại tập, trong Nam, ngoài Bắc, đã luôn yêu thương, động viên, cầu nguyện và giúp đỡ con trong suốt hành trình ơn gọi để con có được như ngày hôm nay. Con cũng xin cảm ơn tất cả những ai, cách này hay cách khác, đã âm thầm cầu nguyện giúp đỡ mà con không thể kể hết ở đây. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, dẫu biết rằng thiên chức linh mục là hồng ân, nhưng cũng không thiếu những khó khăn gánh nặng trong đời phục vụ. Bởi vậy, con kính xin quý cha,
cùng toàn thể cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ con trong ơn gọi linh mục, để con trở nên người mục tử như lòng Chúa mong ước. Một lần nữa, con xin tri ân quý đức cha, quý cha, quý thầy, quý sơ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu và ban muôn phúc lành cho quý đấng bậc cùng toàn thể cộng đoàn. Con xin cúi đầu bái tạ. Chúng ta cùng đổ một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau. Để có được như ngày hôm nay, ngày mà cha Giuse của chúng ta được hân hoan bước lên bàn thánh, thì ơn cha nghĩa mẹ cao vời, ví như non biển, ngày ngày chớ quên. Dù con có được tuổi tên, nhờ ơn cha mẹ mới nên phận người. Giờ đây, trong tâm tình tri ân, công ơn dưỡng dục của cha mẹ, tân linh mục sẽ trao vòng nguyệt quế cho bà cố. Xin quý cộng đoàn nổ một tràng vỗ tay cùng với tân linh mục dâng lời cảm ơn tới bà cố. Giờ đây trong niềm vui hân hoan thì gia đình cũng có những bó hoa chúc mừng cho tân linh mục của chúng ta. Chúng con xin được trân trọng kính mời. Quý cộng đoàn cùng nổ một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho cha Giuse của chúng ta. Tiếp đến để thể hiện lòng biết ơn, tân linh mục có bó hoa thể hiện lòng tri ân tới cha nghĩa phụ Giuse Nguyễn Văn Tuyền. Xin quý cộng đoàn cùng nổ một tràng vỗ tay để cùng với tân linh mục cảm ơn cha nghĩa phụ của mình. Và tiếp đến để thể hiện lòng biết ơn của tân linh mục đối với cha xứ Hoàng Nguyên, cha Phaolô, xin quý cộng đoàn cùng nổ một tràng vỗ tay để cùng với tân linh mục cảm ơn cha xứ giáo xứ Hoàng Nguyên. Vâng, một lần nữa xin quý cộng đoàn cùng nổ một tràng vỗ tay để cùng chúc mừng cho tân linh mục, chúc mừng cho bà cố và gia đình trong ngày vui trọng đại hôm nay.